Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của mình nha. Hiện tại như trên màn hình mọi người thấy, ở đây có 5 hình vuông và được xếp thành từ 16 cây đinh. Thử thách trong cái trò này á, cái này cái dạng giống như câu đố vậy mọi người. Mọi người làm sao lấy 2 cây đinh ở trên 5 hình vuông này. Tức là mình lấy ra mình 2 cây đinh mình xếp lại như thế nào đó cho nó còn lại thành 4 hình vuông. Các bạn có khoảng 30 giây để suy nghĩ và giải cái trò này. Mình lấy cái đinh từ vị trí nào, lấy 2 cái đinh từ vị trí nào để mà mình xếp lại thành 4 hình vuông. Không biết từ nãy giờ mọi người suy nghĩ đến đâu rồi. Mình lấy cái đinh này thì nó lại trống một cái khoảng này. Nó lại trống, nó không có dính liền nhau được. Và hồi nãy mình quên nói là lấy 2 cái đinh ra như thế nào đó để tạo thành 4 hình vuông mà nó vẫn liền nhau nha mọi người. Mình thấy lấy cây này, lấy cây này, lấy cây này, lấy cây này, nhưng không thể nào mà mình cho nó liền nhau được. Thì cách dễ duy nhất đó là lấy cây đinh bên đây bỏ lên đây và lấy cây đinh này bỏ qua đây. Thì những trò này ở trên mạng đã giải đáp rồi, mình chỉ làm lại cho mọi người xem thôi. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4 cây vuông vẫn liền nhau. Và tiếp theo mình sẽ làm lại cái trò mà xếp chồng 6 cây đinh lên 1 cây đinh. Thì lần trước có một bạn nói là dùng 500, thì thực tế mình đã nói rồi, các bạn nó không xem hết clip hay sao đó, mà không có sử dụng 500. Sử dụng 500 thì toàn bộ mấy cái đinh nó sẽ bị hút vô cục 500, nó không có treo toàn tan bên trên được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cái trò hôm bữa cho mọi người xem á. Đây là một cái áo dừa bình thường, nói chung là trò này bình thường ai làm cũng được hết mọi người ơi. Mình có những cái bình luận bên Facebook á, mình thấy mình ghét quá, mình mới làm lại. Mình xếp lên cắm một cái đinh vô cái áo dừa. Rồi mình sẽ xếp cái đinh theo cái hình zig zag như thế này. Bạn cứ xếp qua xếp lại để cái đầu đinh lên đây. Trò này tới cũng bình thường thôi, mình hướng dẫn là làm được à. Không cần thiết mà phải nói là làm sao cho cái đinh trên thì cắm cái đinh dưới nè, vô cái thế cực cân bằng á. Trước thì làm hai người nó dễ hơn, bây giờ làm một mình là nên nó sẽ khó hơn một xíu. Mình xếp bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Đó, như mọi người thấy bình thường đâu có gì đâu. Mà nói là dùng 500, tôi không biết xài 500 chỗ nào nữa. Bạn để 500 thì toàn bộ cái hệ mấy cái đinh này nó sẽ bị rỉ xuống nè. Đó, nó sẽ rỉ xuống thì nó tự phát kết cấu thôi. Và clip của mình đến đây xin phép tạm dừng. Mọi người xem clip nhớ like, subscribe. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.